Mâu thuẫn vì nợ 700.000 đồng, một thanh niên bị đâm chết, mâu thuẫn vì nợ 700.000 đồng tiền công sơn nước. Do hoàng nợ của Huy chưa trả dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã, xô sát, sau đó, hoàng bị Huy dùng một bóng đèn tuyếp đâm vào ngực thấu tim. Tử vong, ngày 8 tháng 8, đội cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Công an phường 10, thành phố Đà Lạt cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng xảy ra lúc chiều tối 7 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt lấy lời khai đối với Trần Quốc Huy gây án do mâu thuẫn vì nợ 700.000 đồng, theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước đó, tại một phòng trọ trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt, Trần Quốc Huy, 35 tuổi. Thường trú 49 trên 19 Phạm Hồng Thái, và anh Trần Đăng Hoàng, 30 tuổi, ở trọ cùng địa chỉ với Huy, đã xảy ra xô sát dẫn đến đánh nhau, cụ thể anh Hoàng nợ Huy số tiền 700.000 đồng công sơn nước, tuy nhiên. Khi Huy đòi số nợ này, cả hai xảy ra cãi vã, trong khi cãi vã, Huy đã ra ngoài lan can tầng 2 của phòng trọ lấy một bóng đèn tiếp đập vào tường cho bể rồi dùng phần nhọn còn lại đâm vào vùng ngực phải nạn nhân Hoàng, nạn nhân được người nhà đưa về lo hậu sự, không dừng lại ở đó. Huy còn đấm hai cái vào mặt của nạn nhân, sau khi thực hiện hành vi, Huy bỏ về nhà tại đường Hoàng Hoa Thám, vụ việc xảy ra anh Hoàng được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hoàng tử vong. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.